Không, là bị cáo đã nhận bao nhiêu tiền của đại diện các doanh nghiệp? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, thì bị cáo có hai cái nội dung liên quan đến cái việc nhận tiền, liên quan đến các chuyến bay combo, thì là bị cáo nhận tiền là khoảng 27 tỷ ạ. Đây còn liên quan đến cái chỗ khách lẻ về nước thì bị cáo nhận tiền là khoảng 15 tỷ ạ. Tổng Tổng số cộng là là bao nhiêu tiền? số khoảng 42 tỷ đồng ạ. Cái số tiền này bị cáo sử dụng vào việc gì? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, thì bị cáo cũng do không có hiểu biết nên là khi bị cáo nhận được những cái khoản tiền như vậy thì bị cáo cũng đã cho người thân vay rồi và cũng có đi đầu tư về đất đai. Bị cáo đầu tư đất đai đúng không? Dạ, Vay vay. bị cáo có cho một ông chú ở quê ở Thái Bình, ông chú họ của bị cáo vay, và bị cáo có đầu tư một số mảnh đất là ở Ba Vì, ở Mũi Né, rồi ở dưới huyện Hoài Đức ạ. Thì cái nội dung này bị cáo cũng đã tường trình rất là cụ thể và chi tiết với đại diện cơ quan điều tra và viện kiểm sát tối cao. Khi nhận những khoản tiền này thì bị cáo đưa cho ai không? Dạ, bị cáo không đưa cho ai ạ. Với vai trò chức năng nhiệm vụ của bị cáo thì bị cáo có thẩm quyền quyết định về việc cấp phép chuyến bay hay không? Dạ, như bị cáo đã trình bày thì bị cáo không có thẩm quyền duyệt để cấp phép chuyến bay, mà bị cáo chỉ có trình hồ sơ và trả hồ sơ thôi ạ. Với cái vị trí như vậy thì bị cáo nhận 42 tỷ thì bị cáo không đưa sai. Dạ vâng ạ. Có đúng thế không? Dạ, bị cáo cam đoan là bị lời khai của bị cáo là sự thật ạ. Có ai tác động cho bị cáo để bị cáo khai khác không? Dạ không ạ. Nghị đến nay thì bị cáo đã nộp lại bao nhiêu tiền và trả lại cho những người đưa hối lộ bao nhiêu tiền? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, là khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án thì bị cáo cũng nhận thức được cái hành động nhận tiền của mình là sai phạm, nên bị cáo đã chủ động trả lại cho các doanh nghiệp là tổng cộng số tiền là khoảng 12 tỷ đồng. Và đến thời điểm này thì bị cáo cũng mới cũng cũng chưa được cập nhật thông tin thêm, nhưng mà bị cáo mới biết là khoảng gia đình bị cáo đóng được khoảng tầm 15 tỷ, tức là tổng cộng số tiền gia đình bị cáo đã nộp trả lại là khoảng 27 tỷ trên 42 tỷ đồng. Và bị cáo cũng đã nhắm các luật sư là về nói với gia đình là, và gia đình bị cáo cũng sẽ cố gắng là khắc phục triệt để số tiền đó trong những ngày xét xử còn lại của phiên tòa.